Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Dự báo quốc tế, bão Iagi sắp đạt cường độ cực đại. Bão nhiệt đới Iagi vẫn duy trì cường độ mạnh trên vùng biển Tây Philippines sang 4 tháng 9 và tiếp tục di chuyển về phía Tây Tây Bắc với vận tốc 10 km/h. Theo Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines PAGASA, bão Iagi có tên địa phương Enteng đang có sức gió tối đa là 95 km/h và gió giật lên tới 115 km/h. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 13 người đã thiệt mạng ở Philippines do bão nhiệt đới Iagi, trong khi các trường học và văn phòng chính phủ ở Manila và các tỉnh lân cận đóng cửa hôm 3 tháng 9 vì thời tiết xấu. Iagi, Enteng là cơn bão nhiệt đới thứ 5 đổ bộ Philippines trong năm 2024 và là cơn bão đầu tiên trong tháng 9. PAGASA trước đó ước tính có thể có 2-3 cơn bão nhiệt đới trong tháng này. Theo báo Rappler, bão Iagi dự kiến rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines PAR sáng 4 tháng 9. Trong khi Iagi đang trên đường ra khỏi PAR, các tỉnh Ilocos Norte và Ilocos Sur vẫn chứng kiến mưa vừa đến to với lượng mưa khoảng 50-100mm. Cảnh báo gió mạnh được ban hành lúc 17 giờ ngày 3 tháng 9 giờ địa phương vẫn còn hiệu lực đối với bờ biển phía Tây ở Bắc Luzon, sóng cao từ 3,7-5m và bờ biển phía Bắc của Bắc Luzon, sóng cao từ 3,7-4,5m. Do biển động đến rất động, PAGASA khuyến cáo các tàu nhỏ không nên ra khơi. Theo cơ quan dự báo Philippines, sau khi rời PAR trong ngày 4 tháng 9, bão Iagi sẽ hướng đến Trung Quốc, dự kiến đổ bộ vào cuối tuần. Theo dự báo, Iagi sẽ đi vào vùng biển phía Bắc Việt Nam vào ngày 7 tháng 9. Iagi có thể mạnh lên vào ngày 5 tháng 9 bên ngoài PAR và đạt cường độ cực đại vào ngày 6 tháng 9. Theo Trung tâm Cảnh báo Liên hợp GTWC Mỹ, đảo Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam sẽ nằm trên đường đi của bão. GTWC dự báo bão nhiệt đới Iagi tiếp tục duy trì cường độ sau khi di chuyển vào Biển Đông. Bão Iagi đang di chuyển trong một môi trường rất thuận lợi với gió nhẹ, nhiệt độ bề mặt nước biển ấm, nội năng đại dương cao và dòng chảy ra xích đạo vừa phải. Các yếu tố hạn chế duy nhất hiện tại là khối khí khô dai dẳng và bản chất lốc xoáy trong bão. Thủ tướng ban hành công điện khẩn ứng phó bão số 3. Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 3, bão Iagi có thể đạt cấp 13, giật cấp 17, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 86 về chủ động ứng phó bão số 3 gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình. Đồng thời gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo công điện, sau khi vào Biển Đông, dự báo bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những ngày tới, di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương nêu trên chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, trong đó tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo. Cùng với đó, tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ, kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Bão Iagi gây nhiều thiệt hại ở Philippines.
Bão Yagi ngày 2 tháng 9 đổ bộ vào thành phố Kasiguran, tỉnh Aurora, Philippines, gây mưa lớn, dẫn đến lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi. Ít nhất 11 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão, trong đó 5 người tử vong vì lở đất, 4 người chết đuối và 1 người bị điện giật. Thành phố Naga, tỉnh Camarines Sur là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng khi bão đến gần bờ biển địa phương đêm 1 tháng 9. Ngoài ra, theo hãng DPA Đức, một số khu vực bị ảnh hưởng ghi nhận nước lũ dâng cao đến ngực. Tại thủ đô Manila, các trường học và cơ quan chính phủ tạm đóng cửa, nhiều chuyến bay nội địa bị hủy trong khi hoạt động đi lại trên biển tạm dừng ở các cảng miền Đông và miền Trung Philippines, khiến hơn 2.200 hành khách bị mắc kẹt. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA cho hay, bão Yagi có sức gió lên đến 90 km/h, dự kiến trở thành bão mạnh trong ngày 4 tháng 9. Trong khi đó, Đài Thiên văn Hồng Kông cho biết Yagi dự kiến di chuyển qua phía bắc đảo Luzon, Philippines trong ngày 3 tháng 9 rồi đi vào Biển Đông. Theo tờ South China Morning Post, Đài Thiên văn Hồng Kông có thể phát đi tín hiệu cảnh báo số 1 trong ngày 3 tháng 9 khi bão Yagi đi vào phạm vi cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 800 km. Sau khi vào phạm vi này, bão dự kiến tiến gần hơn bờ biển phía nam Trung Quốc. Yagi nhiều khả năng di chuyển về khu vực phía tây tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam rồi mạnh lên thêm. Tại Úc, nhà chức trách ngày 2 tháng 9 cho biết ít nhất một người thiệt mạng và hơn 120.000 người sống trong cảnh mất điện sau khi mưa to, gió lớn tấn công miền nam nước này. Thiệt hại được ghi nhận trên diện rộng ở các bang Victoria và Tasmania. Chính quyền bang Victoria khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực ven biển. Cảnh báo thời tiết đã được ban bố đối với phần lớn bờ biển phía đông nam bang Victoria khi gió lớn quét qua bang này đêm 1 tháng 9. Bang Tasmania cũng bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt khi hàng ngàn người sống trong cảnh không có điện ngày 1 tháng 9. Hai kịch bản bão số 3 ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Căn cứ diễn biến hiện tại của bão số 3, chuyên gia khí tượng đã đưa ra nhận định về bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta, với khả năng gây mưa rất to, gây ngập lụt, lũ quét. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 km/h. Nhận định về diễn biến của bão số 3, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi vào Biển Đông sáng 3 tháng 9, tính đến 17 giờ chiều cùng ngày, cường độ bão đã mạnh cấp 10, tăng 2 cấp so với buổi sáng. Theo nhận định, có khả năng khi cơn bão di chuyển sâu vào trong Biển Đông thì bão tiếp tục tăng cấp và có khả năng mạnh cực đại là cấp 14, giật cấp 17 trên khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông, và Trung tâm Dự báo đã đưa ra cảnh báo trên các vùng biển này là ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Theo ông Tuấn, bão số 3 có 3 đặc điểm đáng lưu ý. Đặc điểm thứ nhất, bão số 3 liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông, tính từ thời điểm bão vào Biển Đông cho đến khi đạt cấp cực đại là bão tăng 6 cấp, từ cấp 8 lên tới cấp 14. Đặc điểm thứ hai là phạm vi gió mạnh trong bão rộng và tăng theo mức độ tăng cấp của cơn bão, thể hiện rõ nhất là vùng nguy hiểm do bão gây ra mở rộng theo hướng di chuyển của bão. Đặc điểm thứ ba đặc biệt phải lưu ý là các ổ mây dông mạnh có khả năng xuất hiện trước khi ảnh hưởng của cơn bão. Những ổ mây dông này có khả năng gây ra lốc, xoáy và gió giật mạnh trên biển. Nhận định về khả năng cơn bão số 3 có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền hay không, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, từ nay đến khoảng sáng 6 tháng 9, bão sẽ ổn định, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 10 đến 15 km/h. Từ chiều 6 tháng 9, có hai kịch bản xảy ra với bão số 3. Kịch bản thứ nhất, bão số 3 có khả năng di chuyển lên phía Bắc, ở khu vực Bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc và di chuyển vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vào khoảng từ đêm 6 tháng 9 đến rạng sáng 7 tháng 9. Kịch bản thứ hai cũng có khả năng xảy ra là khi buổi chiều 6 tháng 9, bão số 3 đổi hướng về phía Tây Nam và đi vòng về phía Nam của đảo Hải Nam và đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ. Như vậy, điểm đổ bộ của bão số 3 sẽ khác đi. Theo ông Vũ Anh Tuấn, với hai kịch bản nêu trên, cho đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Nhận định bão số 3 là cơn bão rất mạnh, ngoài ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, thì bão số 3 có khả năng gây sóng cao từ 7 đến 9 mét, có khả năng đánh chìm các tàu tải trọng lớn. Khi bão vào đất liền, hoàn lưu bão rất rộng gây gió mạnh, dọc theo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nếu bão số 3 đổ bộ theo kịch bản 1 sẽ gây mưa to cho khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, nếu bão đổ bộ theo kịch bản 2 sẽ gây mưa to lan rộng từ Bắc Bộ tới tận Thừa Thiên Huế, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất, chuyên gia khí tượng cảnh báo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!